Quý vị thân mến, và con gà đã được chặt xong. Nhìn bầy hình thức có đẹp không quý vị? Đấy. Và tiếp theo làm gì nữa thì Đặng có thể chỉ cho Quang Thắng được biết không? Vâng, tiếp theo là em sẽ tẩm ướp. À, tẩm ướp gà. Vâng. Rồi, xin mời. Trước tiên tôi dùng ít bột gạo lếp. Đây là rượu lếp. Rượu nếp cái à? Rượu nếp cái. Nếp cái là nếp cái hoa vàng. À, tức là thành gọi là rượu nếp. Làm vâng. Này. Này thơm lắm đây. Thơm, có thể ăn được, sống luôn cái này cũng được mà, đúng không? Có thể anh ạ. Ừ. Ngon lắm. Anh cảm nhận là sao? Ngon và thơm. Tiếp tục sau đó tôi sẽ dùng cái hành khô. Hành khô. Có tỏi không? Dạ không ạ. À, cái thì món đặc gì trưng bà? Của món lẩu gà dấu nếp này thì không có tỏi. Hạt tiêu. Hạt tiêu. Hạt tiêu đây, con Thắng thế là hạt tiêu màu trắng nhỉ? Nó lạ cái gì? Vâng, đây là hạt tiêu rừng anh ạ. À, thế hả? Vâng. Sau đó tôi cho thêm một ít mì chính. Mì chính thuận hơn. Đốt to. Vâng, và đặc trưng của lẩu gà dấu nếp thì bắt đầu có một chút nước mắm. Nước mắm. Cái này thì không thể bóc tay được. Vâng. Mắc khẽ một chút. Và sau đó ta phải trộn đều lên. Trộn đều lên. Vâng. Ta để cho các gia vị ngấm. Được ngấm vào trong gà. Từng điều khoảng 10 đến 15 phút. Thì tôi muốn hỏi Đặng thêm về một chút về rau. Thì rau ăn kèm với nó là rau gì? Thế là rau ăn kèm với nó, lẩu gà, riêng lẩu gà dùng lếp thì có hai thứ là chính. Thứ nhất là dùng hành tươi hành mùi tàu, nó tạo ra vị thơm. À. Và ngoài ra còn có ngải cứu. À, ngải cứu. Còn thưa quý vị và các bạn, đây là mì, mì chũ. Đây là đặc sản của Lục Ngạn Bắc Giang. À. Được nhà hàng dùng đến. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là tôi tiến hành dùng nước lẩu, tiến hành làm nước lẩu. À. Bây giờ là pha chế nước này. À, anh đổ vào đây cho Đặng nhá. Anh đổ một chút đấy. À. 1/3 cho đấy. 1/3. Nước dùng này là gồm có cái gì ở bên trong? Nước dùng này gồm có xương gà linh anh ạ. À, xương gà linh. Đây là quy. Tôi sẽ cho một chút quy vào để tạo cái vị thơm đặc trưng của lẩu gà dấu nếp. Sau đây thì chúng ta sẽ chờ nước sôi, sôi lên đều một cái thì ta sẽ hớt ra, bỏ cái quy ra. Chúng ta chỉ cần lấy cái nước thơm của nó ngay ban đầu thôi, không để bã quy ở bên trong nữa. Đấy, cho nó thơm đều lên. Vâng. Thơm rồi quý vị ạ. Tôi ngửi cái thơm lắm rồi đấy. Ăn được rồi. Thả gà vào. Rồi. Đun sôi thêm 5 phút nữa. Đấy. Mình tưởng nó đơn giản, mình thả vào là ăn được ngay, hóa ra là cũng phải là chờ nó ngấm này. Và bây giờ nước sôi rồi, ta làm gì nữa hả Đặng? Vâng, thì ta sẽ chế thêm một chút nước nữa vào. Chế thêm một chút nước nữa vào. Đấy. Chế thêm nước này, có nhiều không? Chút nữa này. Được rồi. Rồi. Ta lại đậy vung để chờ nó sôi đúng không? Sắp sôi rồi. Thế sôi xong thì ta làm gì? Ta chế biến thêm cái gì nữa? Vâng, thì ta sẽ cho thêm một chút tương ớt mường khương để tạo thêm vị cay. À, tương ớt mường khương để tạo vị cay đúng không? À. Vì tương ớt mường khương rất ít là cay, nên ta chỉ cho một chút thôi. Ít thôi. À. Quý vị đã ngửi thấy mùi thơm chưa ạ? Tôi đứng đây thì tôi ngửi thấy mùi thơm lắm rồi. À, muốn ăn lắm rồi. Và lúc nào thì ta có thể ta ăn được? Thưởng thức được rồi. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đi thưởng thức món lẩu gà hồ này thôi. Xin mời quý vị theo tôi. Đấy. Chà. Đây là mình chỉ thưởng thức con gà này nó khoảng độ 1/3 thôi đấy. Bởi vì nếu mà ăn cả thì anh em mình không hết được. Bởi vì một con gà nó gần 10 cân cơ mà, đúng không? Cứu nó vào này, nó mới thơm. Ui, ngọt lắm á. Vị ngọt của gà này, thơm của rượu nếp này. Đấy,